Xin chào anh chị và các bạn. Thì đầu năm mình mua đất để hy vọng là một năm mua được thật là nhiều đất. Thì theo phúc trình thì cái chu kỳ bất động sản mới thì trong năm 2023 này thì mình nghĩ sẽ là không phải là chu kỳ, không phải là thời điểm để mua đất phân lô bán nền như các năm vừa qua, mà đây chính là cái thời điểm để cải tạo đất để làm cho đất trở nên giàu chất dinh dưỡng hơn, có nhiều mục đích sử dụng hơn, làm cho đất tăng thêm cái giá trị trên đất nhiều hơn. Cho nên là đầu năm mình đã đi mua đất. Ngày đầu năm đi làm là phải mua được đất. Đất sạch nha anh chị. Đất sạch. Và Phúc Định phương châm làm việc của Phúc Định là khi tư vấn bất động sản cho bất kỳ khách hàng nào, cả khách hàng mua lẫn khách hàng bán, thì mình cũng đều tư vấn sạch các thông tin. Cái khả năng hiểu biết của mình, trong cái khả năng kiến thức của mình thì mình sẽ cung cấp đầy đủ các thông tin cho khách hàng. Chúc anh chị và các bạn năm mới 2023 hoàn thành và vượt chỉ tiêu mình đề ra. Xin chào và hẹn gặp lại.